nó chuyển bớt rồi sao ấy. Chuyển bớt rồi đi. Nghĩa là có thấy cái chồng xanh đấy mấy đâu. Thế là ít đấy. Hay là chúng nó chuyển phôi rồi gì? Ừ. Mấy bữa trước bọn mình đi gốm đông nghịt mà lại còn... Thôi cô, thôi, rẽ lối này đi chợ xanh cô nhỉ. Bằng kia cảm ơn cô nhé. Ý là đi xuống dưới đấy nó bán quá trời đồ luôn. Hôm trước tôi sẽ trọ ở đây một thời gian để làm phôi làm khủng đấy. Ôi giời, đây toàn lòng trần các thứ nhỉ, bún cá nhỉ. Đây xả hay em phở. Phở á, thế đâu xem ở đâu nó có phở đi ăn. Ừ. Ăn phở cũng được, ăn phở cho nó chắc bụng. Cái phở bò đây này. Nói chung là tôi thì xả ở ngoài nào. Kiểu ý là mình ở ngoài này ấy. Ăn gì ạ? Có phở đây. Ngon nhá, ngon nhá. Ngồi đâu, ngồi đâu, ngồi ngoài này không? Ngoài này cho mát. Ngồi cho mát đi. Có phở không ai? Có phở chứ. Và con phở lại có phở này. Bà thấy thịt đầy đẹp. Chàng, ăn phở bò đi. Tái là tái chín, tái nặng, tái bò. Thôi phở bò tái kìa. Hai tái nhé. Tái. Không, nó cũng chẳng tái lắm đâu, gọi là nó tái vậy. Đi từ mấy giờ mà nhanh ghê. Sao hôm nay bà đi muộn đi? Đúng không? Hay bà đang phải tìm hộ tôi? Thì cũng gọi là đi muộn hơn mọi khi. Đấy, cũng nhanh mà.